Quệ qua đây xong cái sữa à? Cha mẹ đây, con đi đâu mình giờ? Kìa bên kia kìa. Sữa? Bên kia kìa. Cha mẹ đây, sao con đi đâu mình giờ? Bên kia kìa. Hay dạ? Xíu nữa mình sẽ quẹo qua hướng đây. Và quẹo qua hướng trái. Là mình đi đâu? Đây nữa nha. Là mình xíu đi đâu? Mình hôm nay con đi chơi. Là xíu nữa mình đi đâu? Điểm đi, kiếm mà đủ người chưa? Đi nha. Đoàn của mình đủ người chưa? Xíu nữa mình sẽ quẹo qua đây. Qua đây nữa. Đi đây. Mình quẹo qua đây trái nè. Mình quẹo qua trái. Sữa. Rồi mình quẹo qua sữa đây nha. Sữa hướng dẫn viên bậy quá rồi. Hướng dẫn viên này bậy quá rồi. Quẹo qua đây nè. Này. Con nào chả đen. Chào bạn ơi, sữa. Chào bạn ơi. Có chân xe. Ở rừng có con chiếu. Trời ơi, mấy con mấy con đó làm cho đất tốt thôi chứ không có gì. Bim bầm bim, bim bầm bim, bim bầm bim, bim bầm bim, bầm bì bầm bì, bầm bì bầm bì. Mất đầu rồi. Cái gì? Mất đầu rồi. Lên đưa cái đầu vô coi. Đó được em. Rồi cho sữa đút vô coi. Đưa em. Cái sữa đúng như cái coi coi. Bỏ khẩu trang ra, kệ bỏ khẩu trang ra luôn. Đây nè. Đã được ăn. Chết em. Ai chịu lại vì chiếu. Em này. Chị ơi, coi ơi. Vì thấu dân mà đeo kiến nữa. Gỡ khẩu trang ra. Gỡ khẩu trang ra. Chứ mà đi các ngàn người ra đi nghe như. Thôi chứ. Ông lỡ đây. Nhanh kia. Bà sữa đâu rồi? Sữa nhiều năng lượng thiệt. Tự đi chơi một mình à. Cho chị mượn cái con này rồi. Cái này là cái gì? Cho chị mượn con này. Chị bia bia. Chị cuộc sống gia đình. Sao vậy? Em bé, là đừng em bé đi. Này của người thôn dân á. Em bé. Ừ, em bé hát cho em bé ngủ ơi, hát chúng mình sinh nhật em bé ơi. Không em bé giả bộ thôi à. Ủa vậy hả? Em bé thì em bé giả bộ chúng mình sinh nhật cũng được mà. Cú 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 đi chơi cú cú. Chúng ta đi. Thôi đi tiếp nè. Em bé, em bé gái. Sao biết em bé gái vậy? Chờ cha sữa ơi. Bà nội ông nội đâu sữa? Sữa ơi. Ủa ông bà nội đâu rồi? Ông bà nội đâu sữa? Nội trước à. Chạy chưa té kìa. Lăn cù luôn kìa. Đúng rồi, không sao không sao. Từ từ. Phủ tay, đừng có chạy. Phủ tay đừng có chạy. Từ từ đi. Chạy. Không không đừng no no. Kiến. Nó cũng xử lý rồi. No. Cú chiếu. Đạp đi. Thôi.
Mình có làm gì nó đâu con, có nó làm gì đâu. Ai ơi. Hỏi bà nội mệt không? Bà sữa. Hỏi ngoại mệt không kìa, sữa. Em xấu kìa. Em lên. Em xấu. Bỏ kẹp luôn. Sao mẹ? Ngồi kia chân nó. Chân hả? Kêu sữa nó kè đi. Đi ra đi. A lơ sạch. A. Đó là chuyện tốt nha. Nghe nghe con. Đó là chuyện tốt nha, nhanh lên. Ê. Sao mấy đứa chạy nhanh vậy? Anh hai nhảy sao? Cũng giờ chưa. Cái này Dương lại cấm bị chạy đi nào về nhà này chị hay là bạn con sữa chị bữa nay là chị hả chị chứ sao chứ sao bữa kêu bằng bạn kêu em mà bữa kêu bằng em mà alo sạc alo xì đi cung ra đó chưa đi đâu ra ngoài đó đi vô sữa đi đâu vậy vậy thuyền bị đắm rồi alo xì alo xì nó chừng đâu với nhau kìa đi xuống dốc không có chạy từ từ con sữa ơi đi lại đây ngồi nghỉ xíu mà đi chân này chân cùi luôn kìa sọt chân hả thấy cung bên đây thấy cung bên đây thấy cung bên đây thấy cung này thấy cung bên này thấy cung là chỉ đây nè mẹ ơi cái chỉ đường vô mà mẹ sữa ơi bỏ cho đi làm gì sữa ba một ba một các bạn bỏ nè nhìn kia bỏ bà nội luôn đây đông người quá bỏ bà ngoại luôn gì vậy ai lo sạch à lịch gì à lịch gì hai đứa này năng lượng hay chết không chào ông bà nội đâu rồi ông bà nội ngoài nữa không kiếm mọi người tôi mà nội dưới kia kìa ông nội dưới kia kìa bà ngoại mẹ bà ngoại đằng kia kìa mẹ đằng kia con bỏ mẹ bỏ là mất luôn á người ta bắt mẹ luôn á lên kia bố đi chỗ đó không trời ơi đi đâu khơi khơi ở đây không có té đâu đó vô đây luôn ha có đồng quay không rồi đó nó có nhiều sắc màu gì đó trời ơi đúng rồi à ta chơi trò chơi qua kìa ai ơi thật ai ơi xì ai là cái gì cái gì vật ủa tao lưỡng nó mới ghê kìa ai ơi thật thôi Dương ơi chờ ông bà nội ông ngoại nè mẹ nữa nè sữa không chào mọi người con hả con đi với anh hai ta bắt qua bà nội rồi xe lửa kìa ta bắt bà nội rồi xe lửa kìa xe lửa đó mít ba chơi mít ba mới chơi được hôm qua chơi hôm qua sửa chơi đó rồi qua bên chơi đó rồi hôm qua bên chơi đó đúng không hai bữa con không có chơi mà bên nói với con là con thề con không mà con muốn đi về nhà mà
mà con muốn ăn thầy á. Con muốn chơi đó mà người ta không cho phải không? Con không đủ phước, bị thiếu phước, cô không cho con chơi hỏi rồi. Con được mấy thai sữa vô con được nhiêu? Sữa hơn mét kìa. Đi thôi chứ cần. Đó gì? Cao luôn rồi. Mét hai. Cái cần luôn. Ở đó cổ bán kem kìa không ăn. Coi nè mà bà nói. Đi chơi nè. Alo chào. Có bạn nào uống nước ngọt gì cho mà tiêu hóa không? Có bạn nào uống nước ngọt không? Dạ. Sữa uống nước ngọt không? Dạ không. Dùng xoay kìa sữa. Dùng xoay kìa. Dùng xoay kìa sữa ơi. Dùng xoay qua mình lên đó đó. Giờ không biết đi đâu nữa, đi vô thủy cung. Chờ chút. Nó đang chỉ nè. Đúng rồi đó. Nhìn kiếm. Trời ơi, sữa. Hồi bữa đi chơi. Quên mọi người hết rồi. Quên cha mẹ, quên ông bà nội, bà ngoại mẹ luôn rồi. Biết rồi mẹ. Rồi. Sao con lo cho mọi người vậy? Chị hai. Hả? Sao con lo cho mọi người vậy? Bà nội. Con phải biết đủ người chưa? Đủ hết rồi. Đủ đâu mà đủ. Không gì. Coi vậy chứ đi chơi với khỏe lắm chứ gì. Tự đi. Ai là chi chi. Dạ, rồi ăn thì tự ăn. Nhi. Cho mình đi mình có thời gian rảnh rỗi mình chơi. Hay là mình cũng quay clip cho sữa cũng được. Giàu đông quá. Cái đó sao? Cái đó sao? Hỏi chị hôm qua chị có lên không? Dạ, dạ có. Chị có lên không chị Thư? Chị Lư có sợ không? Có. Không có sợ hả? Không có sợ có lên không đó. Dám lên hả? Dám lên nè. Con biết dám lên nè. Vậy hả? Chị Thư không dám lên hả? Dạ đúng. Con có chị dám lên không? Cái này không có quay nhanh đâu, cái này qua chậm chậm mà. Vậy hả? Chậm chậm mà. Ừ. Chậm không có té đâu. Ừ. Lên nó thú vị không? Dạ thú vị. Thấy cái gì? Cái này đi chơi. Ờ. Đó đi mình có thể quay cẩn thận. Cái này để bay đó. Bay lên đó. Ừ. Mọi người đang bay kìa. Kêu mọi người ra mọi người nghe không? Nghe nghe. Người ta đang bay mọi người. Ở dưới màu cam kìa. Qua sữa đi màu gì? Màu cam chứ sao? Dạ màu cam. Sữa thích màu cam hả? À, sao dạ không? Sữa không đi màu hồng? Dạ hả? Không đi. Ở đây không có màu hồng. Sao không sữa không đi màu đỏ? Tại con là Suma đó. Con là Suma. Nổi mệt rồi kìa. Hỏi nội khỏe không? Đưa đây, đưa đây. Hư của cô Tina là trời ơi, hết quạt cho nội. Quạt cho nội lỡ thuốc. Quạt cho nội kìa. Rồi quạt cho nội nó mệt. Quạt cho ngoại kìa. Cũng sắp tới rồi đó. Mẹ không? Mẹ. Kêu. Rồi cảm ơn gái nha. Ông nội chưa? Mát cho ông nội đi. Cho ông nội cho mát, ông nội vui vẻ coi. Nãy con cho anh hai rồi. Cho ông nội nữa kìa. Cho hết như cả đòn luôn kìa. Cô Tina kìa. Ừ. Ủa
Không bé, bé lắm á. Xe bé nha. Bé lắm. Dừng lại. Xe rồi, xe lên đây đi thứ cung nè. Dạ rồi, cảm ơn quý bà cô chú anh chị. Giờ sẽ sửa đi thăm cùng gia đình đi thăm thứ cung đây ạ.